Ok, xin mến chào các bác. Với cái dòng loa hay thì không những là cái nhạc nó hay, quan trọng nhất là cái tiếng mic nó cũng phải hay các bác nhé. Thì với cái dòng loa NH Audio một thương hiệu đến từ Mỹ này, dòng loa bass 25 nhưng mà nó công suất của nó ngang với dòng 30 và cái sức để mà nó lan tỏa thì nó cũng không kém những dòng loa 30. Với không gian phòng tầm khoảng độ 3 mét vuông đổ lại, các bác chơi dòng loa này rất hay. Em alo thử cái tiếng mic nó rất là dày nhé và sẽ test đoạn karaoke để các bác nghe. Lê 567 Lê 2 Lê 2 Mic của nó rất là dày, rất là ấm. Với dòng loa này thì của nó sử dụng là bass 25 chắc kèn. Và những dòng loa xịn thì nó rất là chất âm cực kỳ hay. Mới dòng loa bãi nhưng nó còn đẹp nữa, rất là đẹp. Loa này thì em KV10 bao nhiêu? Người ơi bên bờ sông nhà. Đây, nhà Trương Hoàng Đức có địa chỉ 9/21 Tô Gia Tự, Phan Rang, Ninh Thuận, Huế, chuyển khoản hết. Quý anh dùng một con đẩy nhá, con đẩy NH CP700, một con lọc Hàn Quốc và đây là những con vang Shiso T3 và anh em sẽ bác rồi gửi bác mic Shiso S800. Một đôi loa 25 nhỏ gọn cho các bạn biết là với một không gian phòng tầm 30 mét vuông quanh này cực kỳ lực luôn. Người ơi sao mà xấu lắm, câu thương câu đợi câu chờ. Lên trở về bên dòng sông. Mặc ba thương ngày xưa lang đi khắp lẻo đường, câu hò nghĩ rằng cho anh điều mơ ước. Giá là 6.500.000 thôi nhá. Lấy anh trở về bên dòng sông lớn, con đò vươn lên dòng sông con đó. Mặc má thương ngày xưa anh mang đi khắp lẻo đường, câu hò in thầm anh thương trọn đời. Ok, rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video. Thì có biết rồi thì với những dòng loa hàng chất lượng của nó thì không những tiếng nhạc hay thì tiếng mic chúng ta thử chúng ta alo chúng ta phải biết được về tiếng mic của nó. Con này tiếng mic của nó rất là dày, đấy, sáng tiếng và hát karaoke cực kỳ là hay. Em sẽ cho các bác xem cái nội thất của loa để chúng ta có thể nắm được cái nội thất của loa. Sao tại sao mà dòng loa nó hay như vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái nội thất của loa các bác nhé. Ok, thì chúng ta sẽ tiến đến để xem cái nội thất của loa này. Khi mà đi căng ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màng bát loa thôi nhé, màng bát loa. Thì những cái dòng loa này thì trước khi gửi cho các bác thì em sẽ tra lại hết keo giữ gân này để cho cái keo này, để cho cái gân này nó mềm, đảm bảo cho các bác sử dụng 5, 7, 50 năm cho cái gân này nó an toàn. Thứ hai là khi chúng ta treo tra cái keo giữ gân vào thì cái tiếng bát nó ra nó cũng tức là cái màng này nó co lên co xuống nó nhịp nhàng hơn thì nó sẽ mềm hơn thôi nhé, tiếng nó cũng sẽ mềm hơn. Đấy, nó giống như chúng ta tra dầu máy cho những cỗ máy của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy cái ốp phơ nó rất là to đúng không ạ? Tại vì con này côn khá là to, bass 25 này côn rất là to. Và nhìn những cái đường gân của nó này, nhìn rất là xịn sò. Hàng dòng loa chất lượng nhìn rất là xịn sò. Đây là côn của đây, côn rất là to nhá. Và đặc biệt thì cái dòng này thì xương của nó là xương gang thôi nhá, xương gang đúc này. Đấy, từ con này từ chắc từ 17 thôi nhá. Đây thì hàng nó là hàng hãng nên là nó sẽ có tem này NH à, ở trên này đấy. Và chúng ta có thể để ý từ những cái bắt đẩy từ nó nhá, đấy, từ của nó từ những cái bo góc cạnh của nó rất là sắc nét, nó không giống những cái dòng từ của những dòng loa kém chất lượng thì những cái này khi mà dùng lâu nó sẽ bị hay bị mẻ này đấy, nhất là vận chuyển về nó hay bị mẻ này. Nhưng dòng này thì các bác đẩy từ của nó rất là sắc nét này, sắc cạnh luôn. Đấy, nhện của nó là nhện màu vàng đó nhá, màu vàng rơm.
tất cả bào zin hết rồi nhá, bào zin hết. Đây là keo râu của loa đấy, và đây trên này nó cũng có những cái số seri NH này, có này NH này đấy, số seri của loa. Và tiếp đến phần phân tần của loa thì nhìn nó cực kỳ là khủng luôn đấy, ở đây nhé, phần tần to, phần tần to và nó làm đây giống dòng loa JD đúng không ạ, này phần tần rất là to. Và bông tiêm của nó thì nó làm cũng hàng bông tiêm xịn xịn xò quá nhá. Đấy, tiêm nó làm lên cả check luôn này, check đây, quay check qua xe này, check trên check nó cũng giữ logo NH Audio nhá. Đấy, và có số xe gì này, có xe gì tông vách của nó còn rất đẹp. Đây là cái nội thất của loa muốn giới thiệu toàn thể các bác. Đấy, thì một trong những dòng loa hàng chất lượng và đời cao, còn đẹp gần như mới quá nhá, đời cao. Thì bác nào có nhu cầu gọi sớm cho em đấy, theo số máy 0385 2228. Đảm bảo các bác những dòng loa này thì bác chơi karaoke cực kỳ là hay, tiếng nó rất là dày, tiếng hát rất hay nhé. Đây dài tần đánh từ 60Hz đến 20k và công suất bằng những dòng loa 30 300W, thậm chí còn lớn hơn một số dòng 30 chỉ có 250W thôi đấy. À, có điều là nó làm sẽ thùng mọi thứ nó sẽ nhỏ gọn hơn nhé, hai giác nội trị ở sau này, độ thùng hơi thùng cân thôi nhé. Đối với dòng loa thùng cân thì bác biết rồi, chống đánh rất sâu đấy, lời sáng. Rồi, clip em thì tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video.